thứ ba, tuần thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Suy niệm: có một người kể rằng, một ngày kia, tôi đón taxi ở thành phố Đài Bắc. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong cửa băng ghế sau của xe một dòng chữ: Bạn có thể tìm thấy một vài quyển sách nói về tôn giáo phía sau ghế bạn ngồi. Trong lúc xe chạy, xin mời bạn đọc chúng. Nếu bạn thích, khi rời xe, bạn có thể mang theo. Tôi thấy đằng trước bác tài cũng đặt một tượng thánh nhỏ. Tôi hỏi bác: Bác tài ơi, xin vui lòng nói cho tôi biết, các hành khách có thật sự quan tâm đến những cuốn sách đạo của bác không? Ồ, có chứ, có người đọc, có người lấy đi luôn nữa. Tôi hỏi tiếp: Bác cảm thấy thế nào? Thật sung sướng anh à. Anh biết không, tôi không có nhiều giờ để đi nhà thờ. Tôi luôn chạy trên đường phố. Đây là cách làm việc tông đồ của tôi. Tôi rất sung sướng được làm hai việc một lúc, tài xế và loan báo tin mừng. Không cần phải làm thêm giờ. Đây là một nghề tuyệt vời. Bác tài đã khám phá ra thi hành ý Chúa là trở nên gia đình của Chúa. Bác đã hăng say loan báo tin mừng của Chúa trong chính công việc hằng ngày. Bác là người gieo giống trong kiên nhẫn. Còn việc thu hoạch là để chính Chúa. Đôi khi chúng ta cho rằng mình không có giờ để lắng nghe và làm việc sáng danh Chúa. Chúng ta đã nhiều lần từ chối chức vụ cao trọng là mẹ và anh em của Chúa, vì còn miệt mài cạnh tranh, giành được những địa vị khá hơn, cao hơn, mong cho cuộc sống được sung túc. Hôm nay, Chúa cũng tha thiết mời gọi chúng ta không chỉ lắng nghe lời Chúa, mà còn phải làm cho lời Chúa thấm nhuần cả đời sống của ta, gia đình và xã hội, để Chúa Giêsu không ngừng lớn lên trong ta và trong mọi người. Như thế đó, ta vừa là mẹ, vừa là anh chị em của người. Ước gì chúng ta biết xem trọng địa vị cao sang Chúa dành chúng ta là được. Làm mẹ và làm anh chị em người. Khi lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu mến yêu,
năm xưa nhờ rao giảng của Chúa đã liên kết biết bao người thành một gia đình đức tin. Chúa luôn đề cao gia đình đức tin, bởi ai cũng hằng lắng nghe và thực hành ý Chúa. Xin cho chúng con được trở nên gia đình của Chúa. Xin liên kết chúng con trong tình nghĩa anh em một nhà, để cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất yêu thương, để người người biết nhìn nhận nhau là anh em, để tình con người mãi chan hòa tình thân ái yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, để chúng con biết liên kết với nhau trong mối dây hiệp nhất yêu thương. Amen.